Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Đức sẽ cung cấp thêm 45 pháo phòng không tự hành Zephyr và 2 hệ thống tên lửa phòng không Iris TSLM cho Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Thụy Điển cần ngăn chặn các cuộc biểu tình chống Ankara nếu muốn gia nhập NATO. Hơn 17.000 lính mới của Ukraine đã được Anh và các đồng minh khác huấn luyện trong năm qua để hỗ trợ Kiev, Bộ Quốc phòng Anh cho biết ngày 26 tháng 6. Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 26 tháng 6 cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang đẩy căng thẳng đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục củng cố khả năng tự vệ của mình. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ báo Đức, Trần tướng Christian Frohing, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tình hình Ukraine thuộc Bộ Quốc phòng Đức, xác nhận Đức cam kết sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, trong đó có việc cung cấp 45 pháo phòng không tự hành Zephyr và 2 hệ thống tên lửa phòng không Iris TSLM. Bộ Quốc phòng Đức đã chuyển giao 34 pháo tự hành Zephyr cùng 6.000 viên đạn cho Ukraine trước đây và hiện đang có kế hoạch cung cấp thêm 15 hệ thống tương tự trong vài tuần tới. Ngoài ra, Đức cũng sẽ cung cấp thêm 30 pháo tự hành Zephyr với sự hợp tác hỗ trợ của Mỹ và số pháo này dự kiến sẽ đến Ukraine vào cuối năm nay. Hai hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Iris TSLM cũng đã được vận chuyển tới Ukraine. Trước đó, giới thạo tin tiết lộ thông tin cho biết công ty Global Military Products của Mỹ đã ký hợp đồng trị giá hơn 118 triệu đô la Mỹ với Lầu Năm Góc về nội dung mua sắm và cung cấp hệ thống pháo tự hành Zephyr cho Ukraine. Pháo phòng không tự hành Zephyr 35mm được đánh giá cao do tính linh hoạt, cơ động cao đem lại hiệu quả vượt trội trên chiến trường. Pháo tự hành Zephyr do Đức thiết kế cho lớp phòng không tầm ngắn, có thể nhanh chóng tiêu diệt các mối đe dọa trên không như trực thăng, máy bay không người lái và máy bay tầm thấp. Zephyr được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực và radar hiện đại cùng một cặp pháo tự động cỡ đạn 35mm có tốc độ bắn 550 phát một phút mỗi nòng trong tầm bắn hiệu quả khoảng 4.000m, có thể tấn công các mục tiêu ở độ cao lên tới 3.500m. Trong khi đó, tên lửa Iris-T là hệ thống phòng không tầm trung có tầm bắn 40 km và có thể tấn công các mục tiêu ở độ cao lên tới 20 km. Trong cuộc điện đàm hôm 25 tháng 6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng việc Thụy Điển thay đổi luật chống khủng bố để đáp ứng yêu cầu từ Ankara là vô nghĩa nếu những người ủng hộ Đảng Công nhân người Kurd PKK tổ chức các cuộc biểu tình ở nước này. Thổ Nhĩ Kỳ duy trì quan điểm mang tính xây dựng về tư cách thành viên của Thụy Điển, nhưng việc sửa đổi luật sẽ vô nghĩa, chừng nào những người ủng hộ PKK, PYD, YPG vẫn tổ chức các cuộc biểu tình một cách tự do ở nước này, ông Erdogan nói. Ông Stoltenberg cho biết ông đã có một cuộc điện đàm tốt đẹp với ông Erdogan trước hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới. Theo Tổng thư ký NATO, các quyết định quan trọng về khủng bố, răn đe và phòng thủ sẽ được đưa ra tại hội nghị lần này. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để đưa Thụy Điển gia nhập NATO, ông Stoltenberg nhấn mạnh. Trước đó, ông Erdogan đã chỉ trích Thụy Điển vì đã cho phép các cuộc biểu tình ủng hộ người Kurd, nơi những người biểu tình vẫy cờ của nhiều nhóm người Kurd khác nhau, bao gồm cả Đảng Công nhân người Kurd, PKK. Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu, EU, xem PKK là khủng bố vì lực lượng này từng tổ chức cuộc nổi dậy hồi những năm 1980 chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Thụy Điển không cấm các biểu tượng của PKK. Tổng thống Erdogan hồi tháng 1 tuyên bố sẽ không ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO sau các cuộc biểu tình ở Stockholm do các nhóm bài Hồi giáo và ủng hộ người Kurd tổ chức. Thụy Điển và Phần Lan cùng nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng hồ sơ của họ cần phải được tất cả 30 quốc gia thành viên NATO chấp thuận. Cho đến nay, Phần Lan đã được chấp thuận gia nhập NATO, trong khi Thụy Điển vẫn phải chờ. Hơn 17.000 lính mới của Ukraine đã được Anh và các đồng minh khác huấn luyện trong năm qua để hỗ trợ Kiev, Bộ Quốc phòng Anh cho biết ngày 26 tháng 6. Những lính mới này, được tuyển từ nhiều ngành nghề khác nhau, đã trải qua chương trình huấn luyện 5 tuần gian khổ để có thể trở thành lính chiến thực sự. Anh và 9 quốc gia đối tác gồm Canada, Úc, New Zealand, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Lithuania và Hà Lan triển khai sáng kiến mới để huấn luyện cho tân binh của các lực lượng vũ trang Ukraine từ tháng 6 năm ngoái. Chương trình do Anh dẫn dắt, mang tên chiến dịch Interflex, đã dạy cho các tân binh, những người chưa hề có kinh nghiệm chiến đấu, nhiều kỹ năng khác nhau như thao tác vũ khí, sơ cứu trên chiến trường và chiến thuật tuần tra. Anh và các đối tác quốc tế sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quan trọng này, giúp Ukraine bảo vệ mình chừng nào còn cần thiết, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết. Anh ban đầu đề xuất huấn luyện kỹ năng chiến trường cho 10.000 binh lính Ukraine, dựa trên khóa huấn luyện binh lính cơ bản của Anh. Chương trình này giờ đã được mở rộng và sẽ huấn luyện khoảng 30.000 lính mới cho đến năm 2024, Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Theo tình báo nước này, việc huấn luyện đã tạo ra khác biệt đáng kể đối với hiệu quả chiến đấu của Ukraine. Các lực lượng vũ trang Anh duy trì trao đổi gần gũi với Ukraine để nâng cao và cải tiến khóa đào tạo, trang bị những kỹ năng cần thiết nhất trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, KCNA,
Trích báo cáo do Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao nước này công bố cho rằng, những động thái hưu chiến của Mỹ đã đẩy căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và ở Đông Bắc Á, vốn đã rơi vào tình trạng cực kỳ bất ổn, tiến gần đến bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Cơ quan nghiên cứu của Triều Tiên lập luận rằng Mỹ đang sử dụng các hành động thù địch đáng lo ngại là cố tình xâm phạm chủ quyền và an ninh của Triều Tiên trong năm nay với mức độ dai dẳng hơn bao giờ hết và đã đạt đến ngưỡng mà Bình Nhưỡng không thể bỏ qua. Từ đó, Triều Tiên cảnh báo rằng một cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên sẽ nhanh chóng mở rộng thành chiến tranh thế giới và chiến tranh nhiệt hạch chưa từng có trên thế giới, gây ra hậu quả thảm khốc và không thể đảo ngược đối với hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như phần còn lại của thế giới. Báo cáo cũng nhấn mạnh, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa khả năng tự vệ để bảo vệ chủ quyền của mình, trừ khi Mỹ rút lại chính sách thù địch và đe dọa quân sự kéo dài chống lại Triều Tiên. Trước đó, KCNA cho biết, hơn 120.000 người lao động, thanh niên, học sinh của Triều Tiên đã tham gia tuần hành tại các cuộc meeting quy mô lớn tại Bình Nhưỡng và một số khu vực khác nhằm phản đối Mỹ hôm 25 tháng 6, với nhiều biểu ngữ mang nội dung cảnh báo tới Washington. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.